vì sao con sinh ra? Con sinh ra là để gặp gỡ những người thân và gặp cả gia đình, đó là bố mẹ con. Con sinh ra là để chơi cùng với bạn bè, cùng bạn bè đến lớp, học thầy cô yêu thương. Con sinh ra là để có mặt trên cuộc đời, khám phá khắp mọi miền, cùng đi với bố mẹ. Con không thể sinh ra khi thiếu bố và mẹ. Con rất yêu bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ nhiều. Cảm ơn Hương Linh nhé. Yeah, I love him.